Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đến với channel podcast của Bóng Đen, cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam. Ha, đây là một cái channel mà tụi anh muốn dành riêng cho những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mãnh liệt đối với ngành truyền thông sáng tạo. Và trước khi bắt đầu vào cái chủ đề ngày hôm nay thì anh có một cái câu nói rất là hay. À, không phải anh nói nha. Cái này là của người xưa để lại, đó là không thầy đố mày làm nên. Và đó cũng chính là cái chủ đề của cái số podcast ngày hôm nay. Ok, let's go. Và thực ra cái câu anh vừa nói anh thấy nó đúng vãi cả. Bởi vì cái này cũng dễ hiểu mà đúng không? Gọi là không có các thầy cô dẫn dắt, không có những người mentor, không có những cái người mà chỉ đường cho mình, hướng dẫn cho mình, cung cấp cho mình những cái kiến thức, họ đào tạo mình, thì làm sao mà mình có thể phát triển và có thể có nhiều cái kiến thức được. Thì cái đó nói chung là một cái tiền đề không cần phải chứng minh nữa rồi. Thì khi mà nhắc tới những người thầy, những người cô á, thì cái cảm xúc đầu tiên của anh đó là biết ơn. Thực sự anh biết ơn rất là nhiều. Và cái chủ đề ngày hôm nay thì anh cũng sẽ không muốn nó gói gọn quá ở trong cái ngành truyền thông sáng tạo, không không chỉ là gói gọn trong agency không, mà anh cũng muốn mở nó ra nhiều hơn với trong cuộc sống nữa. Bởi vì những cái người thầy, những người cô của mình đó, trong cuộc sống rất là nhiều. Nếu mình ngồi xuống mình nghiêm túc mình nhìn nhận thế nào được gọi là những người thầy, những người cô đó, thì thực sự rất là nhiều, thực sự rất là nhiều nha tụi em. Chứ không phải chỉ gói gọn là những người nào mà dạy mình ở trong trường học đâu. Ok, và nếu như em nào mà có thể tò mò những cái người thầy nào, những người cô nào mà được gọi là những cái người dẫn dắt cho mình đó, thì nghe tiếp nha. Ok, thì đây là cái quan điểm của anh thôi. Thì đối với anh nhé, là có 5 5 cái nhóm đó, được gọi là thầy cô của mình. Thì cái người đầu tiên nhé, cái nhóm đầu tiên anh gọi là những người thầy cô trong nhà. Rồi, thực ra cái này không nói chắc là nhiều người cũng sẽ không hình dung ra, wow, tại 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 sao trong nhà lại có thầy cô đúng không? Thì đối với anh, những cái người nào mà chỉ dẫn cho mình, những người nào mà cung cấp cho mình và dẫn dắt cho mình, cho những cái lời khuyên, cho những cái bài học để giúp mình có thêm kiến thức, giúp mình có thể phát triển được hơn, trưởng thành hơn, thì đối với anh cũng đã là những cái người thầy, những người thầy, những người cô đáng kính rồi. Vậy thì người thầy, người cô trong nhà là ai? Chắc các em cũng hơi đoán đoán ra được đúng không? Đó là cha mẹ mình, là gia đình của mình. Thực ra đó là những người thầy, người cô đầu tiên của mình đấy tụi em, chứ không phải là kiếm đâu cho xa xôi đâu. Mình đẻ ra, ai dạy cho mình cách đi đứng, dạy cho mình đi xe đạp, ai dạy cho mình cách cầm đũa đúng không, ai dạy cho mình là cách đối nhân xử thế như thế nào là đúng, thế nào là chưa đúng đúng không, rồi ai hướng dẫn cho mình từng ly từng tí một đúng không. Đó là những người thầy, người cô đầu tiên, là cha mẹ mình, là gia đình của mình ha. Thì đôi khi á, mình không nói á, thì tự nhiên cái mình lại không không nghĩ là wow, sao mà lại có những người thầy, người cô thực sự là rất là gần gũi với mình luôn á, mà mình không hề nhận ra. Cho nên là nhiều khi anh hay nói đùa á, ngày 20 tháng 11 á, cũng nên dành tặng cho những người thầy trong nhà của mình những cái lời cảm ơn nhé. Ok, thì cái người thầy thứ hai đó là những người thầy cô trong trường. Thì cái này thì cũng dễ rồi đúng không? Thì ngày 20 tháng 11 nào cũng đầu kéo bè kéo phái, đầu là quà cáp hoa hoè các kiểu thể loại, để tới các nhà thầy cô để cảm ơn các thầy cô. Thì những thầy cô này là những người thầy cô đã dạy mình ví dụ từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, cao học, vân 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 vân. Những người thầy, những người cô mà theo chính cái job title của họ luôn, chính cái nghề nghiệp của họ là làm về cái ngành giáo dục đào tạo ở trong những cái trường của mình. Đó, thì những người thầy, người cô này cung cấp cho mình những cái kiến thức từ nền tảng căn bản nhất cho tới nâng cao. Họ là những người chỉ cho mình từng cái con chữ đầu tiên, từng cái phép cộng đầu tiên. Thì đó chính là những cái nguồn cơn, những cái căn nguyên cơ bản nhất để cho mình trở thành một cái người mà nó có cái gốc gác đó. Để sau này ví dụ như tụi em có học lên cao hơn nữa thì cũng phải thực sự là biết ơn, trân quý những cái rất nhỏ như vậy nhé.
đó 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 là những cái nó hình thành cái nền móng của mình về sau. Bây giờ anh không cần biết là tụi em là ở vị trí nào, anh không cần biết là tụi em đã đứng ở trên cao cỡ nào, rõ ràng thế nào, anh không còn quan tâm. Nhưng mà để đạt được những cái vị trí như vậy thì bắt buộc phải có những cái gốc rất là tốt, đúng không? Tụi em có công nhận điều này không? Mình không có cái gốc thì làm sao mà mình lên được cái ngọn được. Cho nên á là quay đi quay lại cũng phải cảm ơn những người thầy, những người cô từ hồi xưa xưa đã dạy cho mình những cái rất nhỏ như vậy. Mình sau này mình lớn rồi bắt đầu mình nghĩ ô những cái rất là đơn giản, nhưng mà trời, không có những cái đơn giản đó thì làm sao mà có những cái nâng cao lên được, đúng không? Thì đó, những người thầy cô của mình ở trong trường đó là những người thầy cô mà rất là đáng kính đáng quý ha. Cái người thầy thứ ba đó là những người thầy cô trong đời, thì cái này có thể dễ hiểu như là những cái người mentor của mình, những cái người đàn anh đàn chị đi trước, họ hướng dẫn cho mình, họ chỉ bảo cho mình, rồi họ cho mình những lời khuyên, cho mình những cái bài học. Có thể là họ cung cấp cả kiến thức cho mình nè, hoặc là kinh nghiệm nè, hoặc là những cái phương pháp nữa. Và đặc biệt á, là những cái bài học rất là xương máu mà họ đã trải qua á, thực ra là không có cái tiền bạc nào có thể mua được những cái đó đâu tụi em. Thực sự rất đáng quý nha. Tụi em mà gặp những người mentor như vậy á, tụi em cần phải biết ơn và trân quý họ rất là nhiều. Bởi vì họ họ dạy mình cái chuyện đó, họ hướng dẫn, họ đào tạo mình cái chuyện đó, họ không có lấy tiền. Thực ra hồi xưa mình đi học thì ok, thầy cô là đi làm, họ nhận lương rồi họ dạy mình thì ok thì cũng không vấn đề gì. Nhưng mà những cái người mà mentor của mình á, là họ giúp mình là vì cái tâm, giúp mình là vì họ thực sự muốn tốt cho mình và họ cảm thấy là yêu quý mình và bản thân mình là một người cũng dạng như có tố chất đi, thì họ cũng có một cái niềm tin là ok, hướng dẫn cho những cái bạn trẻ như thế này là sau này các bạn cũng sẽ phát triển và trưởng thành, vân vân. Thì họ thực sự là cũng vì cái tâm của họ muốn tốt cho mình thôi, chứ họ cũng chả có thu một đồng bạc cắt bạc nữa hết. Đó, những cái người mentor của mình rất là đáng quý. Và một cái người mentor mà anh nói ra thì chắc chắn là em nào cũng có thể biết, đó là những sếp của mình ha. Những người sếp, những người leader của mình ở trong công ty nè, ở trong những cái đội nhóm đó, thì là những cái người đó thực ra là nói là sếp rồi nói là leader trong công việc. Nhưng mà tụi em có công nhận là khi các em đi làm, những người mới bắt đầu làm thì vào không biết một cái mô tê gì, thì có phải người leader là người dẫn dắt tụi em không? Có phải những cái người sếp của tụi em là chỉ cho em từng chút ở trong cái ngành đó không? Cho công việc đó không? Đúng không? Cho nên á, anh nói tới cái này, anh cũng muốn nói với các bạn trẻ một cái tinh thần như thế này. Thì dù cái người đó tụi em đôi khi là trong quá trình làm việc tụi em có thể không thích cái này cái kia, nhưng mà cái gì ra cái đó nha. Họ là những cái người chỉ dẫn cho mình từ con số 0. Tụi em không biết một cái gì hết, người ta chỉ tụi em, người ta hướng dẫn tụi em, rồi sau này tụi em mới phát triển được. Thì rõ ràng cần phải biết ơn những người đó rất là nhiều nha. Chứ còn mà những bạn trẻ nhá, anh thì tính anh rất thẳng anh thì chả ngán ai đâu. Cho nên nó những bạn trẻ nào mà kiểu giống như hồi đầu á, chả biết một cái gì hết, đúng không? Mình chẳng có một cái kinh nghiệm, chẳng có một cái kiến thức gì trong cái ngành đó, xong rồi đi vào công ty, xong rồi leader hướng dẫn quá trời quá đất luôn, rồi thì sếp thì chỉ tận tình, cái đến khi phát triển rồi bắt đầu không gọi là bị vô ơn á, chẳng chẳng có biết ơn người ta gì hết. Thì thực ra người ta cũng chả khe mấy cái chuyện đó làm gì. Nhưng mà mình nên hiểu bản thân mình được như vậy cũng nhờ một phần công đóng góp của họ nha. Cho nên đối với anh nha, anh yêu ghét rất rõ ràng và anh cực kỳ không thích những cái bạn nào mà vô ơn với những người mà họ đã dạy mình, đã dẫn dắt mình. Thực sự là có những cái chuyện mà ok trong công việc thì có thể problem này kia, nhưng mà cái gì ra cái đó, người ta dạy mình biết ơn họ, đúng không? Rồi, đó là những cái người mentor. Và có một cái nhóm người nữa đây, tụi em cũng 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 có thể liên 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 tưởng tới, đó là những người coach của mình. Giống như là tụi em đi tập gym đúng không, có những người coach họ là người hướng dẫn cho mình trong một cái bộ môn nào đó, chẳng hạn tụi em đi tập võ nè, là có thầy dạy võ đúng không? Đó, tụi em đi tập gym có những cái người coach của mình nè, thực ra họ cũng hướng dẫn cho mình đó, đúng không? Hoặc là tụi em đi chơi một môn thể thao hoặc là một cái môn nghệ thuật, thì những cái người hướng dẫn như vậy thì rất là đáng quý. Cũng là những người thầy người cô đấy nha. Ngày 20 tháng 11 là chắc là chúc mừng, chắc là nhiều lắm đây nha. Rồi, cái người thầy người cô thứ tư là một người thầy người cô mà anh tạm gọi đặt một cái tên, đó là những người thầy người cô vãng lai nghe nghe hơi tò mò đúng không? Vãng lai đây tức là gì?
vạn lai, tức là lâu lâu họ xẹt tới xẹt lui xẹt tới xẹt lui á, tức là họ không có cố định. Ví dụ như là những cái người thầy người cô trong trường đi thì họ có thể là dạy là có giáo trình rồi theo đuổi một cái thời gian, hoặc là mentor của mình là những người theo sát mình, lâu lâu mình hỏi cái là người ta có những cái định hướng cho mình rồi người ta cũng rất là follow đi, ví dụ vậy. Thì những người thầy cô vạn lai á, tức là những gì gọi là thầy cô thì cũng hơi ghê đó, nhưng mà đối với anh thì anh cũng rất là trân quý những người cho mình những cái bài học. Vậy thì ai cho mình những cái bài học và những cái lời khuyên bổ ích như vậy thì đến từ đâu? Có thể là đến từ đồng nghiệp nè nhá. Oh, wow, những người đồng nghiệp đôi khi họ cũng chỉ cho mình những cái gì mà mình không biết, thì cái kiến thức đó khi mà mình không biết mà người ta chỉ cho mình, ok, mình tiếp thu và mình trân trọng đó. Đó, tiếp theo nữa là những người khách hàng, những người đối tác của mình, họ có những cái chuyên môn trong cái lĩnh vực của họ và đôi khi á họ cũng cho mình những cái bài học và những cái lời khuyên rất là đắt giá nha. Nếu mà mình biết tận dụng á là mình phát triển rất là mạnh. À, thì nên trân quý những cái người mà họ cho mình những bài học, và đặc biệt là những người bạn của mình nữa. À, thực ra là học thầy không tay học bạn ha. Đó, cái câu đó cũng hay nha, dữ lắm á. Thì người bạn của mình họ cũng sẽ có những cái trải nghiệm riêng của họ và đôi khi á họ cũng có những cái bài học rất hay nhá. Nếu mà mình tiếp thu, mình chú ý, mình lắng nghe, mình đừng có đặt là ồ tôi với bạn cũng bằng tuổi hoặc là ngang vai vế thì thôi học gì, nhưng mà không nha. Mình càng mở cái đầu mình open như thế nào, càng mở cái đầu mình ra như làm sao, thì lúc đó mình tiếp thu á cái kiến thức nó mới nhiều. Bởi vì mình chả là cái gì đâu. Anh nói thẳng, mình chả là một cái gì gọi là chả là một cái quần què gì hết á. Chính vì vậy cho nên á mình càng mở cái đầu mình ra bao nhiêu thì mình càng đón nhận những cái hay của thế giới này bấy nhiêu. Ở chính vì vậy cho nên nếu ai mà muốn hạn chế thì cứ đóng cái đầu mình lại, đúng không? Còn không thì mình cứ mở cái đầu mình ra, mình tiếp thu những cái hay nha. Có nên có bộ lọc. Cần có những cái nào mà mình cảm thấy là ok, nó hay, nó good, nó tốt, nó không có bị vi phạm đạo đức, hoặc là nó giúp ích cho cái sự phát triển của mình trong tương lai thì mình cứ đón nhận. Thì những người bạn của mình cũng chính là những người thầy của mình đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà họ bạn like thôi, dành lâu lâu họ xịt qua một cái thì họ cho mình bài học, cái gì họ xẹt lại cái họ cho mình bài học, thì mình cũng nên trân quý và biết ơn những người như vậy. Họ là những người em của mình nha, thực sự anh nói thẳng. Có thể là bây giờ anh thì cũng không phải dạng quá già, cũng không phải quá trẻ, nhưng mà anh học lên trên, học xuống dưới nữa, tức là những người trên anh chắc chắn là anh cũng sẽ tiếp thu rất là nhiều rồi, những người đi trước anh, đúng không? Và đặc biệt là những cái bạn trẻ sau này có những thứ rất hay nha. Thực sự anh phải gọi là nể luôn, ngưỡng mộ. Giống như trong rap Việt, respect bro. À đó, kiểu các em có những cái rất hay, sao mà tụi em trời, update thị trường đồ nhanh quá cho nên anh gọi là anh theo không kịp luôn á. À, thì anh cũng phải học từ tụi em đó nha. Cho nên mình hãy cố gắng luôn giữ một cái tâm thế là học tất cả mọi người. À, xung quanh mình có gì hay mình học hết, chả mất cái gì á, chỉ có lợi thôi. Càng học mà càng lợi thôi, không mất cái gì đâu. Rồi, cái nhóm gọi là thầy cô thứ năm đó là những nhóm thầy cô giấu mặt. À, hay không? Được. Không, nói chung là cũng không hay lắm đâu. Cố tình đặt tên cho nó hoành tráng vậy thôi. Thực ra những thầy cô giấu mặt là gì? Có những cái người thầy, người cô cho mình cái bài học rất quý mà đôi khi tụi em không hề biết mặt họ luôn. À, đoán xem là suy nghĩ, cho 5 giây suy nghĩ. À, rồi, nói luôn, đó là những người thầy, người cô trong sách đó, những người vị nhân, những người đi trước. Có thể là họ ở đâu, có thể họ còn sống hoặc là họ đã mất. Nhưng mà những cái di sản họ để lại, những cái kiến thức họ để lại cho hậu thế đó, gọi là cho hậu thế, nó rất là có giá trị. Nó đã được đúc kết thành những cái kiến thức trong sách vở này đó, rồi trong những cái tài liệu, rồi họ để lại những cái câu chuyện truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Mình học được từ họ rất là nhiều thứ tốt đẹp và quý giá. Chính vậy đó cũng là cái nhóm thầy mà mình cũng nên trân quý họ. Có thể mình chả biết họ là ai, mình chả gặp họ bao giờ, họ ở đâu á, nhưng mà vì là đôi khi có những cái người họ viết những cái cuốn sách mà khi mình đọc vào đó, có thể là mình thay đổi luôn cái góc nhìn nè, có thể thay đổi luôn cái tư duy, thay đổi luôn cả một cái hành trình mình phía trước luôn á. Nó rất là lợi hại, nó có đơn giản đâu. Có những người nó thay đổi luôn cả cái tương lai về sau luôn, chỉ vì là một cái câu nói hoặc là một cái bài học nào đó ở trong một cái cuốn sách thôi. Thì đó cũng là những người thầy của mình. Thì tóm lại, đối với anh nha, đối với anh thì anh thấy là có 5 cái người thầy của mình mà mình cần phải biết ơn rất là nhiều. Một là những người thầy trong nhà,
Đó, cha mẹ mình, gia đình mình đó. Hai là những người thầy cô trong trường dạy cho mình những cái kiến thức rất là nền tảng căn bản đó. Ba là những người thầy trong trường đời, là nói đâu xa là sếp này, là leader này, đúng không, là những người mentor, những người coach của mình. Bốn là những người thầy bạn lai, như là bạn bè, là đồng nghiệp đó, là đối tác, là khách hàng, đúng không. Năm là những người thầy giấu mặt nằm ở trong sách, trong vở, những cái kiến thức mà mình học được, những vĩ nhân vĩ đại của thế giới, ví dụ như thế. Thì đó là năm cái nhóm thầy mà anh đúc kết lại theo quan điểm của anh. Rồi, thôi hôm nay nói hơi nhiều về 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 này nọ kia, bây giờ anh cũng muốn kể chuyện đó. Đây cái chuyên mục bóng đen kể chuyện mà cứ nói luôn. Rồi, hôm nay anh sẽ có rất là nhiều câu chuyện để kể. Thực sự là đối với anh thì có rất là nhiều cái người thầy người cô mà anh rất là đáng quý, đáng mến, đáng kính trọng. Nhưng mà trong gói gọn trong cái buổi ngày hôm nay thì anh chỉ muốn focus vào một số người mà nó cũng có liên quan tới cái ngành của mình đó. Và những người này là những người họ họ để lại cho anh rất là nhiều cái sự gọi là sao ta, nhiều 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 cái sự gọi là cái sự thay đổi lớn. Họ để lại cho mình rất là nhiều cái sự thay đổi lớn, nó giống như những cái cột mốc của mình vậy đó. Thì anh cũng qua cái podcast này anh cũng muốn cảm ơn họ. Và cái câu chuyện đầu tiên đó là nói về cái người sếp cũ của anh. Thực ra hai anh em nói về hợp tính đó thì không quá hợp đâu, ghét thì không ghét đâu, nhưng mà vì trong cuộc sống không quá hợp đâu. Nhưng mà cái anh nên nói rồi đó, cái gì ra cái đó, những cái người nào mà họ cho mình cái bài học, họ hướng dẫn và đào tạo mình thì mình phải biết ơn. Cái đó anh nói phải luôn á, chứ không có chuyện chuyện người chọn đâu, phải biết ơn họ, đúng không. Người sếp cũ của anh dạy anh rất là nhiều, dạy anh rất là nhiều thứ. Lúc đó anh cũng còn non lắm, mình có những cái mình chả biết được đâu, vì là ảnh cũng đi làm lâu rồi, ảnh cũng thực sự là muốn giúp mình. Anh nói thẳng với tụi em nhé, họ không rảnh. Nếu như họ mà không, bởi vì thời gian của ai cũng có giới hạn đâu, họ không có rảnh đâu mà ngồi dạy hết cho tất cả các mọi người đâu. Họ quý mình, họ mới gọi là góp ý mình, họ quý mình thì họ mới kèm cặp, mới chỉ bảo cho mình. Rồi, anh nói lại đó, kẻ được đồng xu các bạn nào hết đó, chẳng qua quý thôi, thương thôi, đó, muốn mình tốt thôi nên họ mới làm thế. Thì cái người này để lại cái ấn tượng cho anh rất là sâu sắc và giúp anh có một cái nhìn nhận, và từ đó về sau thực sự là cái bài học của anh dạy cho anh nó nhỏ thôi nhưng mà nó cực kỳ lợi hại, nó cực kỳ lợi hại nha tụi em, không phải đơn giản đâu. Mãi sau này là anh mới nhận ra, mãi sau này anh mới biết đó đó đó, kiểu vậy. Thì cái người sếp này có một cái câu chuyện anh muốn kể, là đợt đó anh làm proposal, làm một cái plan ha. Thì khi mà anh đó anh gọi riêng anh vào trong phòng họp để anh góp ý, anh feedback á, thì anh sau khi mà nói về nội dung thì rất là ok rồi, nhưng mà lúc đó anh cũng nói với anh là em nên để ý về mặt câu chữ chính tả nè, format bài nè, mình làm sao mà ngay hàng thẳng lối nè, mình làm mọi thứ nó rất là sạch sẽ, nó rất là chỉnh chu, phông chữ rồi format lại nó rất là tươm tất, chứ không phải ưng thì to, ưng thì nhỏ, rồi nó không có một cái lề lối gì hết trơn. Nhìn vô cái bài mặc dù nội dung nó ok nhưng mà cái cách em sắp đặt á, nhìn nó không có được gọn gàng chỉnh chu á. Xong thực ra cái điều đầu tiên trong đầu anh mà pop up lên là gì tụi em biết không? Ông này sao mà tiểu tiết thế, sao mà để ý mấy cái nhỏ thế. Thực ra lúc đó mình còn trẻ, mình chả hiểu được đâu, nhưng mà mãi sau đó, mãi sau này anh mới biết, mãi sau này thì anh mới thấy được một cái điều như thế này này. Thực ra những cái điều đó tuy nhỏ nhưng không hề nhỏ. Thực ra khi mà mình nhìn vào một cái proposal mà được sắp xếp và được trình bày một cách rất là chỉnh chu bài bản, mọi thứ nó tươm tất, nó gọn gàng, nó ngay hàng thẳng lối, là thể hiện được cái sự chuyên nghiệp của mình đó. Nó thể hiện được cái tâm của mình để vào đó. Là ngay từ cái ấn tượng đầu tiên của cái người xem là họ đã đánh giá mình đã cao rồi đó. Là thực ra cái người này, thực ra cái proposal là cái để thể hiện mình là ai luôn đó. Chính vậy khi mà họ nhìn vào một phát là họ nói wow. Họ không nói ra nhá, nhưng mà họ cảm nhận được là wow, cái người làm cái bài này họ rất là có tâm, họ rất là nghiêm túc và họ cực kỳ chỉnh chu. Từng từ ngữ sử dụng canh lề, đúng không? Sử dụng phông chữ rất là đều đặn, rồi kích thước, rồi này kia, mọi thứ nó rất là clean and clear. Là ngay từ phát đầu tiên, gọi là nhìn phát yêu luôn, ngay từ cái bước đầu rồi. Người ta nói là cái gì? Đầu xuôi thì đuôi lọt. Và qua đó mình cũng thể hiện được một cái điều, đó là có sự khác biệt
giữa một người chuyên nghiệp và một người amateur. Có thể những người amateur họ chả quan tâm cái điều đó đâu, giống như anh hồi xưa amateur đó, anh không quan tâm đâu. Nhưng mà rõ ràng khi mà đặt hai cái bài của hai người ở hai bên thì nhìn là thấy sự khác biệt ngay. Cho nên là tụi em đừng có mà, không phải đừng có mà, ý là cũng không nên là mình nghĩ tới cái gì quá đau to bu lớn. Mình đi từ những cái đơn giản và cái nhỏ vậy thôi là đã khiến mình cực kỳ khác biệt và nổi bật rồi. Để rồi xem, anh nói có đúng không nha. Tụi em cứ để ý đi, những cái gì tụi em làm nó tươm tất chỉnh chu từ cái nhỏ nhất là nó sẽ khiến tụi em đi từng bước lên cái sự thành công á, và nó chắc và nó rất là bền. Đó, tin anh đi nhé. Rồi câu chuyện thứ hai, ok, kết thúc câu chuyện thứ nhất thì cũng muốn gửi lời cảm ơn tới người sếp cũ của anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nhờ anh mà từ nay, từ sau đó về sau là em luôn rất là chỉnh chu từ cái nhỏ nhất, và cái điều đó khiến cho khách hàng cực kỳ tin tưởng em. Đúng là cũng lợi hại thiệt chứ. Cảm ơn anh nha. Rồi cái câu chuyện thứ hai là một người gọi là một người anh, một người mentor, thực ra không trong cái ngành mình đâu. Anh là cũng dạng một anh lớn á, anh gọi là đại ca trong xã hội. Thì anh này là một người tỷ phú rồi. Thì anh không có bày anh trực tiếp là ở trong cái ngành truyền thông sáng tạo phải làm cái gì vậy, nhưng mà anh cho anh một cái tư duy. Tức là anh cho mình một cái tầm nhìn để mà mình áp dụng cái đó không chỉ cho công việc mình mà cho cái cuộc sống của mình luôn. Thì một người mentor mà anh cực kỳ nể và ngưỡng mộ, thì anh này dạy cho anh hai bài học. Dạy cho anh hai bài học mà anh cực kỳ tâm đắc. Bài học thứ nhất, đã làm cái gì phải cố gắng là người số 1. Nếu như em đi, em làm một người bảo vệ, hãy là người bảo vệ số 1. Hãy, nếu em là một người gọi là admin, hãy là một người admin số 1. Nếu em là một người phục vụ quán cà phê, hãy là người phục vụ quán cà phê số 1, gọi là tốt nhất, giỏi nhất, luôn hướng tới cái tốt nhất và giỏi nhất của mình. Phải là như thế thì mới mong được thành công. Rõ ràng là như vậy. Bất kể một cái nghề nào, em, tụi em hãy nghĩ đi, nếu như ấy nha, trong một công ty, đối với anh tất cả nghề đều quý giá và đều có cái mang lại cái giá trị như nhau hết, đều được gọi là được đánh giá cao hết á, nó mang lại giá trị mà, đúng không? Ví dụ như mình vô công ty, mình là một người viết content á, thì hãy luôn hướng tới cái việc mình là người viết content số 1, không thể thay thế được. Đó, tập trung vào cái điều đó. Nếu mình là một người graphic designer, hãy là người graphic designer số 1. Nếu mình là một người gọi là chạy quảng cáo thôi, hãy hướng tới cái việc mình chạy quảng cáo số 1. Nếu như mình chỉ là một cái người mà vào đó, ví dụ là các bạn là intern đúng không, chỉ là ví dụ là em booking KOL thôi, hãy là người booking KOL số 1. Hãy nhớ lời của anh, bởi vì khi mà mình làm tốt nhất trong cái lĩnh vực đó và trong cái nghề nghiệp đó thì chắc chắn đi đâu cũng được trọng dụng. Tin anh đi, đúng không? Bởi vì ai cũng muốn làm việc với người giỏi nhất hết á, ai cũng muốn làm việc với người số 1 hết á. Hồi xưa ở cái công ty cũ của anh có một bạn, bạn nó gọi là trùm book KOL, gọi là gọi là KOL director luôn. Bởi vì sao? Bạn làm việc KOL rất tốt. Gọi là bây giờ không có bạn đó thì người khác khó thay thế. Thực ra là gì? Cái việc booking, nếu như mình nghĩ đơn giản, ô booking thôi mà, không có chuyện thôi mà. Nó cho nhiều kỹ năng và nhiều cái nghệ thuật lắm. Thì đến cái mức độ mà dường như là bạn làm giỏi nhất cái công việc đó luôn thì làm sao mà thay thế cho nổi. Đó, bạn chỉ cần làm việc tốt nhất một cái việc đó thôi. Đó, cho nên hãy nhớ cái bài học đầu tiên, đó là làm gì mà làm, hãy luôn hướng tới là người số 1, là một người làm cái việc đó giỏi nhất nhá. Cái số 2 là người thầy, gọi là người đại ca này dạy cho anh, đó là hãy luôn đầu tư vào cái đầu của mình. Đầu tư vào kiến thức là cái sự đầu tư siêu lợi nhuận nhá. Tiền là cái đến sau, tiền là cái quả nhá. Kiến thức, những cái sự hiểu biết của mình là cái nhân. Mình gieo nhân nào thì gặt quả đó. Mình đừng có tập trung quá nhiều vào cái quả. Mình cứ gieo cái nhân đi thì cái quả nó đến, mà đến chịu không nổi luôn. Gọi là sự giàu có ập tới bất ngờ. Thì bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình có kiến thức, gọi là mình có cái tầm, mình có cái sự hiểu biết á, thì lúc đó là gọi là cái tỷ lệ thuận giữa cái kiến thức của mình với cái túi tiền của mình, nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau. Gọi là cái tâm của mình ở đâu thì cái túi tiền của mình nó ở đó. Cho nên khi mà các em đừng còn trẻ, các em đừng có quá tập trung vào cái chuyện là mình kiếm được bao nhiêu. Cái này em nói thẳng,
mình nhưng mà vấn đề về mình suy nghĩ lại là mình có cái gì nè, trong đầu mình có cái gì nè, mình có khả năng làm được cái gì nè để người ta có thể định giá mình cao. Cho nên khoan 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 tập trung vào cái chuyện ô anh trẻ em bao nhiêu, đừng đừng còn trẻ, tập trung vô làm việc càng nhiều, học hỏi càng nhiều, đúng không, trải nghiệm càng nhiều, thì lúc đó tụi em về một thời gian tầm 3 năm 5 năm tụi em phát triển lên đó, thì lúc đó là tiền nó sẽ tự tới, và người ta lúc đó là em sẽ biết định giá của mình bao nhiêu, và lúc đó là chỉ có là người ta muốn làm việc của mình thôi. Lúc đó mình không 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 mình lúc đó chỉ là người lựa chọn thôi, bởi vì sao, mình đã xây dựng và mình bồi đắp cái con người mình mạnh hơn rồi. À, đó mới là cái bền vững. Và khi mà tụi em đã giỏi, đã rất chi và này nọ rồi thì cái chuyện mà tiền bạc thì nó cũng dễ thôi, không có vấn đề gì đâu nhé. Đó là hai cái bài học mà anh cực kỳ biết ơn cái người đại ca của mình ha, cảm ơn đại ca. Cái người thứ ba cũng là một cái người thầy, một người sư phụ, một người anh cả, anh hay gọi vui là Big Brother, Big Bro. Thì anh này là một người mà gọi là sao, phải nói thế nào, một người dẫn dắt anh ở trong cái nghề sáng tạo này, một người anh mà anh rất là quý, rất là kính trọng, rất là ngưỡng mộ, nể phục, phải nói cái chữ nể phục rất là ghê, nể phục và biết ơn anh rất nhiều. À, cái người anh này á, anh phải nói là một người vừa có tâm, vừa có tầm, vừa có tài. Cái tâm của anh tức là như thế này nè, anh ít khi mà nhìn thấy được, tiếp xúc được với một người mà họ họ làm nhưng mà họ cũng không quan tâm tới cái việc á, là cái người kia có biết hay không, họ chỉ giúp thôi, họ giúp vì họ muốn giúp thôi, chứ họ cũng không cần biết là bạn phải biết là tôi đang giúp bạn tới mức như vậy luôn. Và rất là nhiều người ảnh rất là âm thầm ảnh giúp đỡ, gọi là đúng cái tâm luôn á, chứ cũng phải chả màu mè gì. Và đặc biệt đó, là làm đó, là làm vì họ, làm vì cái lợi ích chung chứ không phải là làm vì ảnh. Anh nhận ra điều đó luôn á, và ảnh rất là âm thầm ảnh cứ làm thôi, anh chả nói gì cả. Rồi a hành cũng dạy dỗ, rồi nói chung là nhắc tới cái thấy quý ảnh ghê. Rồi tiếp theo là ảnh là một người rất là có tầm. Anh này á, anh phải nói là một cái đầu óc chiến lược gọi là siêu máy tính luôn á, thiệt sự luôn á, chùm lắm. Cái tầm của anh nhìn rất xa, toàn nói có chuyện vĩ mô thôi, ai mà không theo được là kiểu như là mình bị rớt khỏi đường ray luôn á, bởi vì cái tầm ảnh xa quá. Hồi xưa ví dụ như, thực ra đã được kiểm chứng cách đây, ví dụ như là hồi xưa anh làm việc với anh cách đây 5 năm đi, ví dụ vậy, thì giờ nhìn lại đúng những cái gì mà anh dự đoán 5 năm trước đúng bây giờ xảy ra, ghê vậy. Mà thực ra lúc đó mình có hiểu đâu, cái tầm mình không có tới á tụi em, mà mình không có tầm nhìn xa trong đầu đó. Cho nên là mình cảm thấy là những cái người mà họ có những cái tầm nhìn xa như vậy rất là lợi hại, rất là trời ơi, quá không biết nói sao, quá nể, quá nể. Và thực ra khi mà ảnh ngồi nói chuyện á, thì những cái người thuộc cái tầm của ảnh á, thì mới hiểu được thôi, kiểu giống như là những cái người mà quản lý cấp cao, những cái anh em mà đã rất là cộm cán, thì khi mà nghe ảnh nói thì họ sẽ đồng điệu, họ bắt được những cái nhịp đó, những cái tư duy đó. Mình không hiểu chẳng qua là do mình còn kém thôi, và mình chưa đứng cái tầm đó, cho nên là một cái người thầy mà có tầm như thế là rất là đáng quý, cho mình một cái nhìn xa trông rộng. Ok, và một cái điều nữa mà thể hiện được cái người thầy này mà anh cực kỳ ngưỡng mộ đó là anh cực kỳ có tài. Anh cũng chưa hiểu tại sao nhiều người nói vui là không biết cái anh này phải là từ cái nơi nào xuống trái đất á. Cái gì anh cũng biết, thiệt sự nhiều khi hồi xưa giờ mình nói tới một cái người mà cái gì cũng biết thì ai mà tin, đúng không, nhưng mà thiệt là có tụi em chứ không phải không đâu, sao mà trời 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 như là ở nơi nào xuống trái đất á. Anh này thì ảnh học về multimedia nè, anh học về tâm lý học, anh học về marketing, anh học về sales, anh học về copywriting, anh học về art, anh học về làm phim, nói chung cái gì anh cũng biết làm hết đó, cảm giác như vậy. Nói tiếng Việt tiếng Anh gì cũng như nhau đó, lưu loát rồi, present cũng tốt, thuyết phục cũng hay, kể chuyện cũng giỏi, rồi inspire anh em, nói chung là nhiều khi thấy toàn diện quá mình cũng hơi không phải kiểu như mình không tin được luôn á, tại sao lại có một cái người mà họ giỏi vậy. Ồ, IT nữa tụi em, rồi robot nữa, rồi biết nặng tường nữa, trời 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 châm lắm, vẽ tay cũng được, 3D cũng giỏi, nói chung cái gì anh cũng giỏi hết trơn. Cho nên là nhiều khi mới nhiều nói thì đi với ảnh học chắc học cả đời không biết có thiêu nổi không luôn. À, quá giỏi. Thì người thầy này của anh nè, anh cực kỳ quý luôn, người có tâm, tầm và tài đó, hội tụ đầy đủ hết luôn. Đây là một cái người mà phải nói là
anh cũng không biết phải dùng lời nào để có thể diễn tả hết. Thì anh tin là tụi em đâu đó cũng sẽ có những cái người thầy như thế. À, chắc chắn mỗi người sẽ cũng sẽ có những cái người thầy của mình như vậy. À, rồi, và cái chủ đề ngày hôm nay thì anh cũng mong muốn là cũng là một cái dịp để anh gửi tới những cái lời tri ân. Phải gửi chữ tri ân nghe hay ghê. Tri ân đồ nghe hay ghê. Nó nhiều hơn cái sự cảm ơn luôn á. Nó tri ân mà nó từ sâu thẳm thẳm bên trong luôn á. Cái đáng quý sorry. Nó là đáng quý và kính trọng những cái người thầy người cô như vậy. À, biết ơn những người đã cho mình những cái bài học rất là quý giá. Và nhờ có những cái bài học đó, những cái sự chỉ dẫn đó thì mới có mình hôm nay. Cho nên ngày hôm nay các em cũng nên gửi gắm những cái lời tri ân đó, biết ơn đó tới những cái người thầy người cô dẫn dắt mình nhé. Chúc tụi em sức khỏe, hãy luôn follow Bóng Đèn ở trên fanpage cũng như trên podcast. Các em có thể nghe podcast Bóng Đèn ở trên Apple Podcast, trên Spotify, trên Voice FM và trên mic. Ok, bye bye. See ya.